động nhá. Ngày 15 tháng 8 năm 2022 âm lịch nhá. Quý vị nhớ bấm đăng ký đón xem những video tiếp theo nhá. Cảm ơn tất cả quý vị nhá. Bây giờ mời quý vị cùng nghe Trai Mai Sao Chi Long một cái Phong Vân Lục Ngạn Hát Si nhá. Yeah.
Thank you.
về ở đây tối chú. Về tối. Về rằng con ăn cơm. Cảm ơn tất cả quý vị các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nha. Quý vị nhớ bấm đăng ký để xem nha. Và hẹn gặp lại.